Paramos. Ga, ga, ahora. Sí, un poco, ya, le aviso. Mai. Chúng ta đang lên trên này rồi mọi người. Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu thu hoạch nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu thu hoạch ở đây. Hôm nay chúng ta có cả thêm đa củ mọi người. Có thêm đa củ. Đa củ sẽ trợ giúp chúng ta làm. Hôm trước khán giả chưa xem kỹ, hôm nay chúng ta sẽ quay kỹ cho mọi người xem cái chất lượng củ lạc, gọi là quả lạc, chất lượng của cái quả lạc này rất là nhiều nha mọi người. Mỗi một cây nhổ lên nó rất là nhiều quả đây này. Đó. Đây mọi người trông này. Đã có những cái quả nó đang bị thối đây này. Đó. Vì mưa trận vừa rồi đấy, anh thử bảo từ tách hạt bên trong của nó ra, những cái hạt nó thế nào ạ? Chắc, rất là chắc. Nhân thế này anh là biết. Anh tách hẳn ra xem nào. Xem chắc xem. Lắm. Nó chắc lắm. Chắc không tách ra được luôn đây này. hôm nay nhổ nó sẽ không bị đứt đâu mọi người. Hôm nay nhổ nó sẽ không bị đứt đâu bởi vì là đất rất là mềm. Cái lượng đất rất là ít. Ôi gì vai kề, vai say tu đủ. Vai nâu ve tu sư nu kề nu tè ra. Vẫn có đấy. Thỉnh thoảng cái nó ít thôi, tại vì thỉnh thoảng có cái gốc nó bị mục ra anh Quyết ạ. Ở đây cũng còn rất là nhiều. Hôm nay mình cũng buổi sáng ngày hôm nay mọi người làm việc cũng rất là nhiều đấy, cả mấy luống. Em nghĩ là phải 4 đến 5 luống thì đấy. Nhiều hơn là hôm trước. Antonio hái được còn quả ổi chín, ổi chín này, ổi vàng vàng rồi. Đây xem này. Mà xem ổi này, ổi có các bạn ăn ngon không? Sướng nhỉ, đi là ổi đào luôn anh ạ. Nhưng mà mới mấy trận mưa cũng chưa chắc đã ngọt. Ngọt à? Ui ngon vậy. Đâu em xem nào, em xem nào. Ổi đào luôn đấy. Đây là ổi Angola mọi người nhé. Ổi dại, mềm ấy. Ổi dại. Ăn mềm đấy. Quỳnh à? Ngon đấy, ổi ngon đấy. Để xem đó, mọi người xem cái của đa củ. Soeo đa củ. Soeo. Đa củ bonito, ta procura amiga novo. Chuột ăn phát nào à? Là nó ăn sạch luôn cái đấy luôn. Ở phía đầu luống vẫn bị chuột ăn mà. Gọi là mấy chuột đang ăn rất là nhiều ấy. Đây.
Rất sai. Cái trồng lạc này cũng mình cũng là cũng có gọi là sự tham khảo ý kiến của khán giả đấy anh nhầm. Mọi người trồng ấy rất là nhiều luôn. Mọi người bảo nhìn đất này mà trồng củ quả mà củ lạc thì sai quả lắm đây. Thế mình cũng đó. Đặc biệt sai luôn á. Để em lên chỗ của Maria nữa nhé. Xem nào. Sani mặc cả có cái quả áo thủng cả rốn. Paramos tempo của muito. Aqui também tem rato muito, para muito rato comer um pouco. Dạ. Đây, đây nữa đây. Đó. Nói chung là 99% mọi người ạ. Từ 90 đến 99% là lạc nó nhiều như thế này luôn đấy. Cái trường nào hợp nào ít thì chỉ có chuột thôi. Này. Trường hợp nào ít thì chỉ có chuột nó ăn đấy. Đấy, đây này. Rất là nhiều. À, cho Sunny đi mót được ấy nhỉ. Sunny vẫn đang mót đấy anh. Ừ. Sunny cầm cái thùng thang đây để mót. Ở trên này lại bị đứt nhiều hơn à. Maria canteru bai su evo. Esa canteru vos e aquele canteru. Tá bom. Vamos que ver a quem ganha. Essa é mais grande, né? Tá bom. Tá bom. Já vamos começar, já. Vamos fazer aqui, ver quem mais rápido. Doutora, agora tu tá puxado hoje. Maria là chiến không máu đấy. Chiến không máu. Làm khí thế hẳn lên anh quyết quả này không nghiêm túc là cũng không thắng được đâu. Ôi dồi ôi nhìn kiểu kiểu chỗ Maria kìa. Nhỏ phải nào sướng phải đấy nhỉ. Vâng. Ôi dồi ôi bạn ấy cũng khỏe đấy. Khán giả xem nhìn bạn ấy nhỏ có thích quá luôn ấy. Ồ, đốc to mút từ đờ ba ga nhé. Maria. Anh không có cửa rồi. Có khi vô địch nhổ lạc là Maria rồi. Quốc đất thì hôm qua có vẻ rồi. Maria nhổ nhanh về. À, ở dưới này làm xong là Antonio cũng phạt cỏ luôn, tiện thể một công. Mấy lại đa củ cũng phạt cỏ luôn này. Sau mà mình cuốc lại đất là mình sẽ trồng lại luôn ở trên này. À, ở đây mình định trồng gì đấy anh Quyết nhỉ? Ngô. Ha? Ngô với đỗ. À đó. Vẫn có ngô nhá, cây lương thực là mình cũng vẫn chú ý. Mình vẫn tập trung vào cây lương thực là chính, ngô rồi sắn cho các bạn ấy. Hôm qua ở Đa Cù cũng cầm đến cho các bạn ấy rất là nhiều giống thân cây sắn để các bạn ấy sẽ trồng cả sắn nữa. Ôi dồi, Maria thế này thì được tỏ sao có cửa. Maria nhanh rồi. Xong rồi. Anh Quyết có phải hỗ trợ gì không? Sao Maria nhổ nhanh vậy? Ôi trời ơi. Mình nhổ vã cả một hồi. Ừ.
Maria è curata volta. Forse vieni qui. Đua nhổ làm với Maria mà nhổ thua. Ôi tí nữa Maria khuyến mãi cho anh quyết nửa luống nha. Ôi trời ơi. Các bạn ấy làm ở đây luôn, xong rồi có gì cuốc đất ở đây cũng mềm thôi, xong rồi làm lại đất rồi mình sẽ trồng ngô ở trên này, trồng ngô của Angola. Trồng loại ngô tẻ đấy, để các bạn sẽ làm phun ở đây. Ôi dồi ôi. À, mà anh đặt tay nha kì. Cơ hội là gì anh nhỉ? Không biết. Em tao đốc to anh đặt tay tem phủ. Đằng xa xa kia mọi người xem, gà cũng lên trên này để kiếm ăn, run hoặc sâu củ lạc dư ra đó. Bình thường nhìn thấy Đa Cù có vẻ yếu yếu mà đến lúc đi làm cũng khỏe đấy anh nhỉ? À, mệt quá. Você também faz muito força? Eu? Trabalha muito força? Sim, sim. Dạ, ông ấy trông trẻ mà. Tem 60 anos. Eu? Nada. Então você não faz isso, eu não gosto de trabalhar meio caro. Cadê não tem 60 anos? Maria nhổ còn nhanh quá, mình quay trên máy còn nhìn có khi còn nhìn không rõ đấy. Bạn ấy từ khi mà nhà bạn ấy có thu hoạch năng độ kiểu như là thu hoạch rất là năng suất hiệu quả cao như vậy, Maria làm khỏe hẳn. Là thay đổi rõ rệt đấy. Như mình là mình ở bên ngoài kia là có cái cà chua. Cà chua đã chín. Ở đây còn có cả cà chua. Cà chua bi này. Hatu. Hatu. Sí. Sí. Ah, sì. Hey, Maria. Thì Maria mà Maria để sau mình bao lâu phải nhảy lên trên này mọi người. Để cho đứng cạnh chứ không thì xa quá, đuối quá. Bây giờ Maria nhổ nhanh thế. Mình thì vã hết cả mồ hôi hột ra. Ôi Quỳnh quay bên phía Maria vì Maria nhổ khỏe hơn chỗ anh Quyết. Mọi người ơi, mệt quá. Mọi người trông Quyết mồ hôi mồ kê này, ướt hết cả người. Nhổ xong hết rồi, bây giờ là quay lại cái kết quả cho mọi người. Mỗi một cái gốc lạc nó có rất là nhiều quả như thế này. Đó, Quỳnh quay gần lại đây, quay gần lại đây cho mọi người xem. Tất cả nó đều như thế này hết nha mọi người nhé. Tất cả đều như thế này hết. Trừ những cái gốc nào mà bị chuột nó ăn đi. Gốc nào bị chuột nó ăn thì coi như nó bị mất đi thôi. Chứ gốc nào cũng rất là sai. Ít nhất nó phải từ 40 quả trở lên mọi người ạ. 40 quả lạc trở lên. Đó. Cực kỳ nhiều luôn. Đây này, ở chỗ này nữa này. Rất là sai nhé. Lúc đầu mình cũng không nghĩ là nó sẽ sai cái kiểu không tưởng thế này đâu. Bây giờ thì nó lại sai như thế luôn đấy. Đây, xuống dưới này. Đó. Bây giờ mọi người sẽ tiếp tục đưa cái lạc này xuống bên dưới, xuống dưới sân nhà mọi người ạ. Nhà Antonio sẽ đưa ra.
Mọi người làm rất là nhanh nhé, thu hoạch như vậy cả khu này thành ra cũng chỉ hết một tiếng thôi. Đâu, 30 phút chứ mấy. 30 phút thôi. 30 phút chứ mấy, hơn 30 phút. Đây, Quỳnh quay sau lưng đa đa củ này. Quá nhiều. Na phải mà để xài ly. Ra bồ đi bồ đi. Ra mẹ tên là Lanh Bai Sủ. Lanh Bai Sủ mẹ một số. Ở lại đi đâu cũng gì nhỉ? Chồng sướng, quá sướng. Nào bây giờ lượt mình bê xuống đa cù nào. Rồi đây giờ là những công đoạn cuối cùng rồi đây này. Mọi người sẽ cho vào đây rồi sẽ đưa xuống sân để mình sẽ có thời gian mình sẽ nhặt từng hạt ra sau. À, xinh xe cả. Nói chung thu hoạch cũng nhanh nhưng mà cũng mệt phết đấy. Thì làm nhanh thì nó mới càng mệt nhiều. Nhanh làm nhanh thì tiêu tốn sức nhanh. Mệt thực sự. Mà mấy khi đâu anh nhỉ? Đó, Maria buộc thắt hai bên vào. Ở bên này cái tấm vải bên như thế này là rất là truyền thống. Hầu như là bạn nào cũng có, bạn người phụ nữ nào cũng có một cái tấm vải như thế này. Dùng để làm váy luôn. Đây là tấm vải đa năng mọi người, đải vải đa năng. Đi đến đâu, tất cả ở trong cái túi sách của người Angola là đều có cái tấm vải này mọi người ạ. Của phụ nữ ấy là đều có cái tấm vải như thế này. Ví dụ người đi nỡ đường đi đâu là người ta có thể trải ra đường người ta nằm luôn. À, hoặc là nói hơi thô một tí là người ta mà đi vệ sinh. Maria đang đi xuống dưới này rồi. Thế thôi mình cũng xuống dưới thôi. Cho anh Quyết mẹ Antonio sẽ tiếp tục ở trên này nha anh Quyết nha. Ừ, dọn qua một tí chỗ này thôi. Em sẽ đi xuống với Maria luôn. Maria bây giờ mới có thời gian thể hiện hay sao ấy. Làm việc khỏe vậy. Esa. Esa củ đậu. Esa come vai morreu. Entende, né? Nay, milagro. Repeti. Đó, Maria đã mang xuống được một chuyến như thế này rồi. Bây giờ lại đi lên để lấy tiếp một lần nữa. Mình sẽ đi cùng với bạn ấy luôn. Trên kia mình đã nhìn thấy Đa Cù đang đi xuống rồi. Đa Cù chở ông rất là nặng. Ta put us back. Đây, mình lại gặp cả Tony cũng lên để góp sức đây. Rất là cả nhà luôn, cả nhà cả hàng xóm lên để thu hoạch lạc. Ôi, còn nhiều không anh? Còn mỗi người một chuyến nữa. Mỗi người một chuyến nữa cơ à? Ừ, một chuyến kiểu của Antonio với Maria ấy. Vâng. Đây này, úi dồi ôi. Đó. Mà trên kia vẫn còn. Chắc hôm nay Antonio vẫn còn mệt nên là Maria gánh vác thay đấy. Anh Quyết ạ. Ừ. Bạn vẫn làm thế bình thường mà. Nhưng mà nếu bình thường ra thì khi mà Antonio làm hết rồi còn thừa thì bạn mới làm. Đúng không? Ừ. Đến đây mình kiểm tra xem nó còn sót củ không nhé. Ừ. Anh thử xem. Sót ít thôi. Ừ. Không nhiều, không sót nhiều như hôm trước. Vậy hả? Ừ. Bây giờ Quyết đang thử đi mót lại lạc mọi người ạ. À đây, có một cụm này, bé. Quyết đang đi thử mót lại lạc xem là mình có thể trở thành đại gia vì mót lại hay lạc. Đại gia lạc. Tại vì lần trước mình mót lại ra nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ là mót lại nó không có nữa bởi vì đất ẩm rồi. Sót rất là ít, gần như là không có mọi người, không còn lạc sót.
mọi người nhìn thấy là đất ở trên này cũng, đất ở trên đồi cũng rất là tốt đấy, đất thịt. Chỉ cần có nước nó lên là ẩm đi. Đó. Không còn lạc sót đâu mọi người ạ. Đất rất tơi xốp luôn. Như vậy mà cuốc thì cũng đỡ mất công hơn. Hôm nay Quyết gọi là đói rồi. Đói rồi. Không 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 sơ múi được. Không sơ múi được gì rồi. À đấy, đây một củ này. Có một củ. Không ăn thua. À hai củ này. Không ăn thua rồi. Không ăn thua. Nói chung là không còn sót nữa, yên tâm. Đấy, vẫn còn ít thôi. Cái này gà nó ấy, nó gì? Hôm trước món lại với nhiều cơ. Ôi trời. Ta, anh đã tanh môi tủ. Đa cù lại tiếp tục được thêm một chuyến nữa đây mọi người ạ. Đó, một chuyến đó quả đa cù này. Sau rồi một chuyến rất là nhiều của Maria. Ở đây, Maria sẽ cố gắng một chuyến cuối. Nữa là mình sẽ chuyển hết xuống dưới sân nhé. Quỳnh quay qua đây cho mọi người xem một tí. Quay cho mọi người xem ở trên này. Chúng ta đang để giống củ đậu nha mọi người nha. Giống củ đậu ở trên này. Ở bên cạnh cái ruộng lạc này chúng ta trồng khoảng chục cây để lấy giống củ đậu. Và bây giờ nó đang ra rất là nhiều quả này. Mọi người trồng nhé. Chỗ này là chỗ dùng riêng, chỗ trồng riêng để lấy giống nhé. Chứ không phải là như cái khu bên dưới là chúng ta phải hái lá, hái ngọn, hái hoa đâu. Còn chỗ này là chúng ta cứ để cho nó lên để cho nó. Chỗ này chắc phải ra được tầm khoảng 1 cân hạt đấy. Rất là nhiều, rất là nhiều quả luôn. Cực kỳ nhiều quả luôn. Quả chịu chịt luôn ấy. Mà mẩy, nếu mà cái này mà là đỗ thường mà ăn được à thì thôi rồi luôn. Đây sai quả à. Nhỉ, sai quả. Mà củ đậu mình phải nói, mình phải thấy là nó chịu hạn rất là cực kỳ to luôn. Lá kể cả trời 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần không có mưa, lá vẫn rất là xanh. Cho mọi người xem củ nó ở dưới này. Dạ. Yeah. À, củ nha mọi người nha. À. Ok, hôm nay giống con chuột nhỉ. Giống con chuột. cái này do mình để lấy quả, lấy hoa cho nên là củ nó không to mấy, chỉ củ chỉ to thường thường thôi. Đấy. Quay qua tiện ở đây, nó ở gần đây, quay qua cho mọi người xem một tí như thế. Là chúng ta vẫn đang để giống hạt củ đậu nhưng cho nên là sẽ không sợ bị mất giống đâu. Đó, như vậy là hôm nay đã thu hoạch. Đây là chuyến cuối rồi mọi người ạ. Trông sướng chưa? Chuyến cuối này có vẻ hơi nặng đấy. Mình sẽ đi sau các bạn đấy. Ô, Antonio còn... Ôi, Acabo. Fati lala. Fati lala. Fati tata. Fati là là. Ê, mọi người ơi, chúng ta xuống dưới này thì Maxi với Fati đang đi chăn dê này. Hai đứa đang đi chăn dê nhé. Đấy, Fati, Maxi, các bạn ấy là buổi sáng là các bạn thả dê ra cho nó đi quanh quanh ở đây, với xong rồi là Maxi cũng thỉnh thoảng có cái gì là mang đến cho nó ăn đấy, mấy con dê đấy. Ở đây rất là sẵn cỏ. Các bạn chỉ cần xung quanh nhà thôi, đã có nhiều cỏ để cho dê nó ăn rồi. Mình sẽ thử tuốt lạc bằng cái bánh xe máy này được không? Tại vì ở đây không có xe đạp mọi người ạ. Không có xe đạp. Deploy. Chúng ta sẽ thử. Antonio, Leva kêu mày á. Chúng ta sẽ thử xem là xe máy có lên không? Có tuốt được lạc không? Antonio nhìn không hiểu ai, bác sĩ đang định làm cái trò gì đây. Thử tuốt xem có nhanh không? Thử xem có tuốt được không? À. Ga ga không nào? Sí, un poco ya, le piso. Mai. Mai, facciamo mai forza. Sai, sai. Tá bom?
Vamos fazer esse. Maria, tem que. Vamos ver, né? Mais, fazer. Mais força. Não faz mal. Nós metemos aqui que. Metemos aqui no nas. Tí nữa quét lại một vòng được anh ạ, xem có bị vỡ không. Sim. Pode mais já, daqui. Hình như xe máy cũng được đấy mọi người ạ. Xe máy cũng được đấy. Được. Mà nhà nghĩ bụng là ông này nắm trò thế. Các kiểu có vẻ nhàn hơn đấy nhỉ, có vẻ nhàn hơn đấy. Có nhàn hơn không? Nhàn hơn thế này chỉ cần một ông thôi. Không có xe máy, các bạn à, không có xe đạp. À, hãy đứng gần vào đi anh, cho xe máy lên trên kia gần, cứ ngồi một ông lên thử, ra, một thử, ông đập. Thử, ra. Ly ra. Thôi đập kéo kéo không nó cuốn vào tôi. À, vẫn rất xe quá anh ạ. Happy là tia ra. Cuidado com mal, é? Đấy, bây giờ là đập lại phải hướng dẫn cho bạn. Chuyến đầu tiên này, bây giờ mình sẽ phải lấy cái củ lạc ra đã. Được đấy, nhanh đấy mọi người, khá đấy nhá. Nói chung là nếu mà có xe đạp ấy, mà quay thì hợp lý hơn, nhưng mà đây là xe máy thì nó cái kia nó hơi bị ít đấy, cái chỗ nan, cái nan của xe máy nó hơi ít cho nên là nó hơi khó hơn. Đó, hai bên này này. Được. Nói chung là cũng nhanh đi đấy. Nhanh hẳn lên đi và đỡ mệt hơn mọi người ạ. Đúng rồi, đỡ mệt. Còn con cún ở đây nó cũng còn ăn cả lạc nữa đây này mọi người ạ. Một đống lạc ở đây. Này cũng lại ăn lạc nữa hả? Ào. Thank you.
À, tôi đâu đang khoe cho Di Tù đấy, Di Đủ đấy. Đấy, các bạn ấy có được một cái công nghệ mới là các bạn đi khoe ấy. Sướng ấy, gần gần. À, nhanh hơn mọi người, nhanh hơn rất là nhiều. Nhanh hơn rất là nhiều. Trời ơi. Đa cù đập vỡ nhiều quá. Đa cù bà tê kể my forza. Em kể. Bà tê mu. Bà tiêu bê. Này. Xong rồi cả nhà. Ôi giời. Cái này khỏi vấy luôn đấy. Sing any seca tu run eboa. Xong nhé. Bây giờ là các bạn ấy sẽ quét lại vào là được thôi. Cầm chổi quét vào là ok hết. Xong một lúc. Phát tin là là. Phát tin là là. Phát tin là là. Cái này mình cứ đem phơi bình thường thôi mọi người. Sau đấy thì sau mình sẽ loại bỏ cái lá này ra sau. Đa cù đập hơi khỏe, đa cù đập hơi khỏe cho nên là cũng có tỷ lệ vỡ cũng khoảng tầm 5%. 5% bị vỡ. Ôi trời ơi. Hôm nay nhiều lạc quá. Tao ăn đi. Ôi trời ơi, Fati này. Fati này. Ô ô, đánh anh luôn đây này. À, ai vậy? Ai đây à, Fati ơi? Ai đây? Ai đây ạ? Ai đây đấy? Ai đây là lại. Mọi người ơi, bây giờ là hiện tại thì xe máy, công việc của cái xe máy này cũng xong rồi, mình cũng xong rồi. Bây giờ các bạn đi chỉ có việc quét lại đi xong rồi là cho vào trong thôi nhá. Hôm nay làm như thế này cũng rất là năng suất, cũng là nhanh. Mặc dù cái lạc này nó cũng bị vỡ ra đấy, nhưng mà cái lượng vỡ nó không nhiều đâu mọi người ạ. Đấy, vỡ không nhiều đâu. Các bạn ấy vẫn sử dụng được, không sao cả. Tại vì cái lúc đa cù đập hơi khỏe, đa cù đập hơi khỏe. Đó, tạm thời là vậy. À, để xem lạc luộc thế nào đấy chứ nhỉ. À, đi lên xem lạc luộc, ăn thử xem nào, xem các bạn luộc thôi, nhưng mà mình đi về thôi. Como? Já está pronto. Já pronto. Trên đây ăn lạc luộc này. Đó. Đây là lạc luộc nha mọi người nha. Đấy, Quỳnh kìa, Quỳnh kìa. Không, không. Tony kìa. Quỳnh bị cho vào trong nhà trong. Cách ly. Cách ly đấy. Cách ly. Không phải ép nào nhưng mà cũng bị cách ly. À, lạc luộc nha. Cánh vai cô mẹ nào. Phát tí cô mẹ quan tù. Đôi, phát tí cô mẹ đòi, đa đòi nhá. Wow, để mình sẽ là người thử trước để mình đi về đây. Người bị bẩn hết rồi. Thế nào? Này. Thấy nóng. Wow, wow, wow. Anh ơi, anh cầm hẳn đi ra đằng kia đi anh ạ. Nó cứ bấn loạn ở đây rồi nó ngã vào cái cậu này là không được đâu. Bà muốn về kì nhá. Nào. Cho hẳn ra đây. Nào, canh cô mẹ nào. Bà muốn cô mẹ nào. Đây rồi. Này, Maxi này. Ra bố từ cô mẹ này. Maxi cô mẹ được bòi. Dạ. À, ok. Đã cùng nào cô mẹ. Vâng, cô mẹ ai in đà. Cô mẹ ai in đà, dạ. Esto otro fue me buscar agua en un río. Tira la hija. Sí, pero que allá no se trocaba un poco el bidón. Bốn nhân à? Chắc lắm, chắc lắm. Có ngon không anh? Có bở không? Ngon, ngon, ngon mà. Ngon, ngon quá.
Này, cú này. Này. Fatty không bóc được đâu, anh bóc cho hắn một cái. Này, Fatty này. Fatty ta ta. Fatty la la. Fatty la la. Ừ, ăn với bánh mì thế này. Bánh mì lúc sáng vẫn đứa con đấy cả nhà. Trẻ con sướng. Ngon mọi người nhá, là ngon lắm. Tôi bây giờ là chào thật này. Nào Fatty ơi, chào mọi người đi, để doctor về nè. Xin chào mọi người nào, đi về đây. Fatty kìa, chào mọi người kìa. Chào mọi người đi kìa. Rồi. À, chào mọi người nha. Tony chào mọi người đi. Ông đôi ta đẹp. Chào mọi người. Doctor đi về nha. À mà nha. Rồi, đi về đây mọi người, đi về đây. Rồi, thế cho đội trẻ con này, cho hội trẻ con ăn lạc thôi. Dạ. Đi, đi về đi.